Xin mến chào tất cả mọi người. Hiện tại thì mình đang có mặt tại huyện Sơn Hòa. Thì phía trước mọi người đó là một cái hoàn cảnh mà được một người dân giới thiệu cho mình. Mong rằng sẽ gieo duyên đến. Không biết lý do gì mà em đó được bị những cái căn bệnh đó, phải nhốt riêng á. Ok, lên lớp đây, bấm chiếc e trang bấm cái e nè nè. À, em là em đi vệ sinh tại chỗ luôn nên mẹ phải xịt nước vô. Thôi tắm đứt ruột à? Đứt ruột không ơi, xịt vậy không tội lắm. Đúng không? Tại vì em trai không có mặc đồ nên mẹ phải tắm rửa em cho em mặc đồ rồi mới vào thăm được. Mọi người cứ nếu mà mọi người đứng đây mọi người tưởng tượng giống như là đang nhốt một con thú á, rất là tội. Khi mà thấy có người tới bây giờ cũng không biết phải làm sao. Dạ bây giờ mình thấy người tới là chỉ đó chỉ tìm những cái ngóc ngách là được. Bây giờ dòm để dòm xem thử. Tại vì bây giờ nếu mà đưa vào trong nhà thì cũng không được. Chỉ có biết là cười hát đập phá thôi. Dạ, đi vệ sinh tại chỗ luôn. Ra. Mặc đồ là nó xé hết rồi chị. Tụi ra hết bỏ hết nè. Tại vì cái hình ảnh mà không mặc áo quần á là không thể nào không chia sẻ được đâu. Nên bắt buộc phải không chịu rồi. Dạ. Vô đây nè cô. Xong chưa chị? Trời chị ạ. Tốt em càng. Cô ơi, em bị như vậy là bao lâu rồi cô? Từ đẻ ra thì vậy luôn. Là từ bụng luôn. Là em chỉ có biết la thôi chứ với lại cười nhảy thôi. 26 tuổi nhưng mà cái thân hình nó còn như là một đứa trẻ tiểu học á. Giống như nó mới có đâu khoảng 10 tuổi thôi. Dạ. Bánh nè. Có bánh cho em. Cho em bánh nha. Bánh. Không bánh mà bánh này. Đây ha. Nè nè. Giống như một đứa trẻ này cô Hải thấy không? Giống như là một. Ê, bánh đó. Giống như là một đứa trẻ nè mọi người. Cho bánh là rất là thích. Cho bánh là mới ngồi im. Hồi nãy á, kích động á. Thấy người tới kích động mừng á. Đó, cứ cấu xé cao vậy. Về. No. Về đi. Tội quá. Ruột tội lắm.
Đây là Y Phong này, Nhu Y Phong à, So Minh Phong, So Minh Phong à, 26 tuổi, 26 tuổi này, mình dạ, từ trong bụng mẹ, chị là mẹ đúng không? Đây là mẹ. Cha mất rồi, đây là mẹ. Đã còn. Có nghĩa là hoàn cảnh của em là một cô cha, cha mất rồi. Là có một mình mẹ thôi, mà mẹ thì bây giờ cũng không thể nào đi làm xa được. Ai thuê gì thì làm gần gần đây thôi, tại vì tiện chăm sóc cho em. Hôm nay á, cái hoàn cảnh của cô á, là cũng được chị ở bên xã của mình, với lại bên cô Hải á, có chia sẻ và đưa con tới đây. Thì cô có thể là tóm tắt lại về cái hoàn cảnh của em được không ạ? À? Như là từ lúc sinh ra bây giờ là đã bị rồi hả cô? Từ sinh ra là không biết nói rồi cũng biết la rồi bệnh đau, cứ nằm bệnh viện cách cũng 3-4 tuổi yeah. Mới giảm lại khi 3 tuổi rưỡi ba nó chết. Mình chạy nuôi á. Cho em hỏi là mình có được bao nhiêu cháu ạ? À? Bao nhiêu người con á? Đời trước là mình thằng cô đây, còn đời sau là có 2 đứa. Dạ, có nghĩa là đời trước là mình có một mình em đây, đời sau là có 2 em nữa. Thì em nhốt ở đây nè, là tới mùa mưa rồi á, nó có bị dột hay là ướt hay gì không ạ? Thì trời mưa to thì ẩm lên trên nhà kia. Là mưa lớn là mình lên trên kia. Có bao giờ mà em nó đánh hay là nó cấu xé cô chưa? Thì khi nó đất giọng mà đưa cơm được không kịp đấy, nó xô đẩy. Xô đẩy chị cho nó thực hiện cho nó ăn ấy. Là bây giờ là có nghĩa là đồ ăn bao nhiêu cũng ăn, không biết no, không biết không dừng biết, lại. Cơm cũng vậy, mình cho nó ăn đổi rồi thấy chạy chia tới nhà nó cũng la khóc nữa, nó cũng đòi nữa. Nó ăn đổi, nó ăn không hết thì nó đổ ra. Có bao giờ mà đi lung tung mình phải đi tìm chưa? Hồi nhỏ kia là nó đi buộc phải cột lại, không nó bò đi bằng đêm nó đứt cái giọng ấy, rồi nó bò đi lên túc trên kia này. Yeah. Rồi mấy đứa cháu nó thấy đi kêu 3-4 giờ sáng ấy, rồi bằng ngày nữa đi ra túc đường, đi ra túc bên đường lớn kia, sợ với sợ bây giờ mới cột lại cho nó. Mà từ khi mà mình cột em lại với ở trong cái nhà nhỏ này nè, là em không đi nữa, chỉ ở trong này thôi. Có khi nào mà chị đi làm xa á, rồi cái việc mà cho ăn cơm á, thì hai người em á, là em có cho ăn cơm được không ạ? Ấy là đi làm ngày mà không có gì ấy, là hai đứa em lấy cơm lấy nước cho nó ăn, còn ỉa đái là được tắm rửa được, chị đưa cơm cho anh nó ăn thôi. Dạ. Làm có thể chăm sóc anh được, đưa cơm cho anh được, rồi khi nào về thì cái việc mà tắm rửa vệ sinh thì phải là chị mới làm được. 26 tuổi rồi. Ăn nè, ăn rất là ngấu nghiến. Đói á. Cũng không phải đói lắm mà kiểu như là có đồ ăn là ăn có, thôi. Có nó thèm, giờ nó thiếu thốn quá. Bây giờ cơm cũng đủ ăn mà nữa. Bơ em. Này, lùi đây. Đây, lùi đây. Lùi lại. Tay. Bông ơi. Ok, tay. Dạ. Hôm nay á, tới đây hoàn cảnh của mình á, thì em cũng có một ít quà, ít quỹ của chị Thu Mai Hồ á. Chị Thu Mai Hồ có gửi cho em một ít quỹ gặp những hoàn cảnh như gia đình mình á. Thì em sẽ hỗ trợ cho gia đình mình những món quà của chị Thu Mai Hồ. Thì khi mà em chia sẻ lên á, có mạnh thường quân nào ủng hộ nữa thì em sẽ trở lại đây. Dạ. Tại vì thứ nhất là bây giờ thực phẩm ấy thì ở đây em cũng không biết mua thực phẩm gì. Thôi tạm thời là em gửi ít quỹ của chị Thu Mai Hồ trước. Rồi có ai mà ủng hộ thực phẩm gạo, sữa, mì hay gì á thì em sẽ mang lên. Mà em là em ăn cái gì cũng được phải không? Ăn cái gì cũng được. Sữa rồi uống cái gì cũng được đúng không? Sữa uống nó uống chút nên dục bò. Có nghĩa là uống sữa không quen. Nhưng mà em kêu tên là em đã biết không? Kêu tên nó cũng bình thường. F-Form. Đâu có hiểu gì đâu. Dạ, đây là em gửi của chị
Thu Mai Hồ. Cũng cảm ơn chị đã đồng hành với em, gieo duyên đến những hoàn cảnh mà kiếm đi miếng trong cuộc sống. À, xin cảm ơn những cô tấm. À, dạ, đây hoàn cảnh này là cổ Hải cũng có hỗ trợ một thời gian á. Chị cho em xin lại cái thông tin của mình á, là em ba em tên gì, bao nhiêu tuổi và chị là địa chỉ của mình ở đâu á? Chị là Sô Thị Tổng ở thôn Tân Hiên, xã Sơn Phước, huyện Sơn Hòa. Tân Hiên. Dạ. Còn em là cháu là Sô Minh Phong là cũng ở thôn Tân Hiên, xã Sơn Phước, huyện Sơn Hòa. Dạ. Hôm nay thành Hiên. Rồi mọi người có thể trực tiếp, nếu mà ở gần đây trực tiếp tới thăm cũng được. Dạ, hoặc là kết nối qua bên Duyên cũng được. Cũng cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã đồng hành với Duyên nha. Hoặc là tất cả chúng sinh mà vật mang chúng Phật thì ta mang giúp người.